Xuất hiện với vai trò khách mời trong đêm chung kết gương mặt thân quen 2016, Hoa Minzy khiến cả khán phòng như muốn nổ tung sau màn hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Minh Gái trong vở tuồng Hồ Nguyệt Cô Hoa Cáo. Dù đã bị loại trước thềm đêm chung kết xếp hạng và không có cơ hội tranh giải quán quân, nhưng Hoa Minzy cho thấy cô là một tài năng sáng giá của làng giải trí Việt. Trở lại trong đêm thi cuối cùng gương mặt thân quen 2016 với vai trò khách mời, Hoa Minzy tự tin thể hiện vở tuồng được cho là rất nặng ký so với sức một nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, Hoa Minzy đã khiến cả khán giả và ban giám khảo phải cúi đầu ngưỡng mộ vì màn trình diễn xuất thần của cô. Sau phần hóa thân thành Hồ Nguyệt Cô trong vở tuồng kinh điển của Hoa Minzy, nữ ca sĩ trẻ gốc Bắc Ninh đã nhận cơn mưa lời khen từ ba vị giám khảo Đức Huy, Hoài Linh và Mỹ Linh. Nhận xét về tiết mục này, giám khảo Mỹ Linh cho biết, "Hôm nay em đã làm rất tốt, nhập vai và diễn xuất xuất thần. Em thật sự là cô bé có tài năng và với tài năng của mình, tôi tin là em sẽ còn tiến rất xa. Hôm nay thì tôi đã hoàn toàn đồng ý về nghệ danh Hoa Minzy của em. Minzy nghe có vẻ gì đó hơi khác lạ và phá lệ, đồng thời trong đó hàm ý khen rất nhiều. Tôi rất yêu Hoa Minzy." Đồng quan điểm với Mỹ Linh, nghệ sĩ Đức Huy nói rằng, "Bạn không thích lối đi an toàn, bạn thích thử thách mình. Hôm nay bạn diễn tốt rồi và bạn hát lại càng tốt hơn. Tôi rất hân hạnh được làm việc với bạn. Tôi thấy tài năng của bạn còn nhiều lắm và theo thời gian bạn sẽ là cái tên được nhiều người nhắc đến và chắc là sẽ đắt show lắm." Sau lời nhận xét, giám khảo Đức Huy còn đứng dậy và thực hiện hành động bái lạy Hoa Minzy. Với vẻ mặt đầy biểu cảm khi theo dõi tiết mục này, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lặng người khi nhìn Hoa Minzy biểu diễn. Khi màn trình diễn Hoa Minzy kết thúc, nam danh hài cho biết, "Trong thời gian qua, chú rất áp lực về cái tên của con. Bao nhiêu người xử xấu chú vì cái điểm 7 chú cho con. Chú thề với tổ nghiệp là chú rất quý con và tài năng của con. Riêng về phần hôm nay, chú không nhận xét về vở con làm, mà chú chỉ nói về thể loại con chọn. Chú rất cảm ơn con vì chọn thể loại, trong khi con có thể chọn chèo. Con đã lấy nhạc cụ dân tộc, lấy giọng hát để truyền lại cho khán giả văn hóa dân tộc. Tuồng là một thể loại rất khó nhưng con đã chọn. Cảm ơn con, cảm ơn nhiều lắm." Cũng giống nhạc sĩ Đức Huy, sau lời cảm ơn, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cũng chắp tay bày tỏ tình cảm quý mến dành cho cô gái trẻ nhưng rất đổi tài năng này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.